Đây là sản phẩm White Label mà Gỗ sẽ review ngày hôm nay, gồm có kem dưỡng trắng da và mặt nạ. Nghe cái tên thì các bạn cũng hiểu là kem này có tác dụng làm trắng da, nhưng bản thân mình thì luôn mong muốn có một làn da đủ ẩm, mượt và mịn, nên kem dưỡng đối với mình khá là quan trọng, trắng sáng chỉ là một phần nhỏ thôi. Và sản phẩm này có đầy đủ cả những yếu tố mà mình mong muốn với cái giá khá là rẻ. Giá cả như thế nào thì gần cuối clip mình sẽ bật mí nhé. Ok, các bạn có biết da của một người bị lão hóa nhanh là do một phần da không có đủ độ ẩm cần thiết, nên việc dùng kem dưỡng cũng rất là quan trọng. Bản thân mình đã từng hoài nghi về công hiệu của White Label, nhưng sau khi sử dụng một thời gian, phần khô hai bên má cải thiện rất là rõ rệt và da cũng sáng và đều màu hơn. Có lẽ là do trong kem có tinh chất hoa hồng kết hợp với tinh chất nhô thai. Hũ kem có thiết kế màu trắng, nhãn hiệu màu hồng dễ thương và rất là đơn giản. Phải nói là do tất cả mọi thứ đều là tiếng Nhật nên việc tìm hiểu những thành phần ở bên trong khá là khó khăn đối với mình. Nhưng không sao, mình sẽ nói cho các bạn ngay đây. Việc mình yêu thích cái kem dưỡng da này là nó không có màu nhân tạo, không có mùi, không có chứa paraben và dầu khoáng. Các bạn nên lưu ý một chút xíu cho việc một sản phẩm mà có mùi quá nồng thì không tốt cho da của mình lắm đâu nhé. Nhìn vào bên trong thấy kem khá đặc, nhưng có lẽ do vậy mà việc thẩm thấu chậm hơn những kem khác. Những loại mình đã từng xài trước đây, độ thẩm thấu tầm khoảng từ 2 đến 3 giây. Còn cái này thì chậm hơn một chút xíu, khoảng 1 phút thì sẽ ráo hẳn và được cái là không bị bết dính. Do đó các bạn bôi in ít như thế này thôi, tránh quá nhiều vì kem đặc lắm. Nên hũ này sẽ khá tiết kiệm đấy, mình thường sử dụng sáng và tối trước khi đi ngủ sau các bước căn bản. À, nói tới kem dưỡng thì mình đã luôn đến mặt nạ dưỡng da thần tốc của White Label Premium Placenta Plus. Mình còn gọi là thần tốc không phải vì nó sẽ trắng sáng sau một lần sử dụng, mà vì khả năng đắp mặt thần tốc của nó. Các bạn có thể thấy chất kem khác hẳn, màu trắng đục chứ không trắng sữa trong trong như gel của kem dưỡng. Có lẽ vì thế nên khuyến cáo của mặt nạ này là chỉ đắp trong khoảng 30 giây là đủ. Chắc có lẽ một số người hoài nghi về các loại mặt nạ khác thì thường đắp từ 15 đến 30 phút để dưỡng chất thấm từ vào da. Thì tại sao loại này chỉ cần 30 giây? Vì trong đây có tinh chất placenta nuôi dưỡng da mịn màng, glycerin cung cấp độ ẩm cho da không bị mất nước, và titanium dioxide có khả năng bảo vệ da khỏi tác động xấu của tia UVB. Cũng như kem dưỡng thì trong mặt nạ này không có các chất như paraben, không có màu, có một chút xíu mùi nhẹ nhưng mà cũng chỉ thoang thoảng thôi. Và sau 30 giây hoặc hơn 1 phút một tệ thì các bạn nhớ đi rửa mặt nha. Bạn sẽ cảm nhận ngay được kết quả trên da của mình. Bé Gấu thấy thì da không bị khô căng, thấy mềm mại hơn trước. Tiếp theo sau là các bước dưỡng như bình thường và thoa kem dưỡng trước khi đi ngủ nha. Có một điều mà Gấu quên mất chưa nói với các bạn là kem này thích hợp cho tất cả loại da, kể cả da bị dưỡng khó chịu nhất như da của Gấu chẳng hạn. Phải công nhận là hiệu White Label này khá là tốt, hàng Nhật có khác.